Trở lại với kênh Vũ Điệp, xin gửi lời thân thương chào đến quý cô dì chú bác anh chị em trên mọi miền đất nước nha. Điệp cũng xin gửi lời chào các anh em đồng nghiệp chụp ảnh của Điệp. Thì cũng lâu rồi, cũng 2-3 tháng nay rồi Điệp cũng không có ra cái kênh phụ, tại vì cái kênh phụ của Điệp á nó cũng hơi bị trục trặc nó một chút xíu, nên Điệp không có ra video được, xác minh danh tính nói chung là không được thành công. Thì Điệp mong rằng giờ từ đây về sau Điệp có ra video 1-2 ngày thì Điệp ra, thì mong cả nhà ủng hộ cho Điệp nhiệt tình đó nghe nha. Điệp thành là cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm nha. Hôm nay Điệp làm chủ đề đi săn ong đó. Rồi giờ thì Điệp mời cả nhà nha. Nói chung trời mưa cũng đang lắc gắt, trời bớt mưa tí xíu đi, Điệp mời cả nhà cùng đồng hành nói với Điệp ngày hôm nay. Rồi Điệp bắt máy nha. Rồi tụi ong lắm phiêu ta. Tụi ong mới về. Mặt trời hơi chán đây nè, đóng hết biết dài luôn. Con dữ này nó cũng ba gai lắm ạ. Đốt ở đây luôn cả nhà. Biết tổ ong à. Con bự thiệt. Con bự ghê. Nó làm hì cái nha. Đây nó bự nè. Biết bên đây bự rồi. Con chắc nó cũng ba gai lắm ạ. Chóng quá. Anh em you
cái đầu. Phê luôn. Út muốn muốn bệnh. Té kháng à trời. Đây này đi đi quay về thành quả cho anh em xem. Hết cục sơ sơ dừa dịp nhúng nhúng nước cả à, anh em ơi quýnh phê luôn. Lại xa xa chờ chỗ này vậy. Nói chung là đẹp quay gì đây là anh em đều biết hết, đời sống mà của Điệp và của anh em mà. Nói chung mắc mát xa xa đi nha anh em, tôi thông cảm nha. Dần dần đó ông nó túa ra quá trời tại Điệp vùi cây gội rồi. Tới đây được rồi, tới đây mát rồi, đi kiếm dữ lắm anh em, đi kiếm nói chung là khoảng một tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ nó mới gặp rồi. Chứ cũng không có tốt lành gì nó gì trơn, lội bằng đợi người luôn. Ôi đã anh em ơi, ông này một lít mấy, mở hàng vỏ mới nè, nó cũng hên ha. Tại vì được mở hàng cái vỏ mới thì được để 2 bọc nó hơi dày. Nói chung là tổ ông cũng mới về có khoảng chừng cái tầm giá cả 8-9 ngày gì đó. Tại vì dần dần đây nó có cái nguồn mặt á, là lý do có dừa á, nó nè. Cũng hên. Điệp lợi dữ lắm anh em. Lợi mệt lắm. Nó có gặp được, tại vì cái điệp cầm cái máy nha. Nên điệp lấy cái giò điệp sạch gạt nè. Chỉnh chung cũng sạch phán hoa. Còn tí xíu hồi điệp chỉnh lại cục ông cả lớp ngoài. Cả nhà ơi, anh em ơi, thì Điệp cũng mới bắt tổ ong xong rồi, Điệp ra Điệp đi tới khúc nữa, Điệp gặp bông tràm kìa. Hút quá trời hút luôn. Có 2-3 cây tràm đó mình hút hết hồn hút luôn rồi. Đóng trên cây vú sữa anh em. Bờ dâu luôn. Điệp quay ngoại cảnh như vậy nè để mà anh em nhìn thấy nó đẹp thiệt sự chứ. Ví dụ như Điệp rơi xuống gì đây thì anh em đâu có biết đâu.
Bởi vì Điệp làm theo lương tâm, Điệp ăn rồi cũng giao, rồi giao này giao sau, anh em nào có ăn thì ăn thôi. Này, tụi ông đóng cái bên luôn. Cái này, ủa, cái này cái mít tu ma mà, chứ đâu phải là cây ấy đâu. Rồi, giờ Điệp lên nha anh em. Tụi ông đó, biết không, đã không anh em? Bờ dâu. Rồi, Điệp đốt ở dưới này luôn. Hồi là nay Điệp đi bằng xe, Điệp để cái cục mật ong ở ngoài xe rồi, không biết hồi ra ngoài còn không nữa. Rồi lên. Ôi lên chưa tới nữa mới làm hì á. Tổ ong nhìn thấy nó cũng u á, chắc cái tổ này chắc nó chấm vôi quá anh em. Nói chung cũng không có bự. Điệp đi một cái cho anh em xem. Tổ ong nói chung cũng lớn lắm. Quá rồi. Quá rồi anh em ơi. Chỗ này hồi nó trúng à. Cho khó ra mới được. Gió quá gió. Trống quá quá trời trống. Ừ, đã quá. Chăm dồi biết lắm. Bự quá. Bự quá anh em ơi. Mà ông đã thiệt chứ, được gì cái trống trống cái thì được, quay cho anh em xem. Nhánh khô cắt ngọn nó bị vướng bẻ luôn. Ây da, quýt nữa này. Chân quýnh này trời, ghê quýnh. Tại vì Điệp dẹp trắng trống ra đó, Điệp quay cái cho anh em xem đó. Mà ông trắng trống rồi đã quá. Im quá anh em ơi. Ông trắng rồi đó. Anh em thấy không, đã không, vô rồi. Đi cùng ông rồi, rung rồi. À, chân rung như ơi da, rung thấy sợ rồi. Đây quá im anh em. Ờ, khói quá im. Quá im đã quá cà cả nhà. Cả nhà đừng để đừng quên cho Điệp xin mò một like nó nha, cà cả nhà, cho Điệp xin mò một like nha. Điệp thành thật cảm ơn nha cả nhà nha, cho Điệp xin mò một like trước đi nha cả anh em. Quá gì mà thôi giờ ông rút vô quá rồi. Điệp cắt nó mới được, không có diện tích cắt nữa. Quá im, để trống trống cái Điệp cắt cho nó dễ. Quýnh quá cả nhà, gieo cái cây khối cho nó ở trên gió cho nó tấp đi xuống lưng Điệp. Quá quá
chết vô dữ rồi. Còn nó bay gì bây giờ bớt. Quá gì nữa vậy. Thôi chẳng chịu chủ cái chán bà. Quá nặng. Quá im nhờ. Đá. Đá. Nó biết rồi cả nhà ơi. Nó chám rồi. Bao hết biết luôn. Thấy không? Quá đã. Mà vô rồi. Quay. Trên 2 lít mặt. Còn ông này 2 lít mấy. Quay. Hồi đi giao xe thì Điệp quay thành quả cho anh em xem cái cục mà ông nãy là sáp trắng nha nè. Nói chung là Điệp không cắt thì anh em khác cắt cũng vậy nha. Nói chung là đi xăng là gặp sáp trắng là Điệp cũng phải đành cắt nha. Nhiều khi anh em cũng phải hiểu và thông cảm cho cuộc sống nó của Điệp. Mở cái màn cái bị mới nè. Anh em thấy hên ghê không? Lâu lâu ở đầu nó cũ rồi, đầu Điệp đổi bị mới. Điểm đường điệp ghim đó, ghim cho nó nằm lên đây đi. Xuống anh em ơi, quá im. Chúng mình cũng hên thả diện gặp lại tổ này hết tiết đã thì chứ nở cũng hết rồi. Nó đeo cây quá trời, đi tụt xuống không được rồi. Di chuyển qua ở bên đây. Mặt ông này 2 lít mấy. Dưới cái nãy được lít ngoài nữa. Nói chung là đi sáng ông hơn anh em ơi. Đi ra quýnh. Đi ngay chăn lù luôn cái là gì đó. Chụp lụm mấy cái lá cây. Rồi đi ra này anh em ơi. Cái xa đây một chút xíu. Hồi ở đâu á, đi ra ngoài xe ở đâu Điệp quay á. Điệp có cây này có không? Nhưng mà có cái nữa bắt luôn đã lắm. Được một tổ rồi mà còn muốn thêm một tổ nữa. Không phải tham đâu, mà tại vì đi tới đó rồi nhìn lên anh em ơi. Đây, hồi ra ngoài xe mà ở ngoài đi thì Điệp quay với ta tổng kết cục mặt ông kia luôn cho cả nhà xem. Ông kia để còn để quay xe đâu ngoài. Quá đi. Quá đi anh em ơi. À. Ông bự thiệt. 2 lít mấy. Chấm rồi hết biết đã rồi. Quá đi, quýnh tay trời. Chơi kỵ huynh, xin miếng mà ông quý quốc liền huynh. Quá đã ông Dạng ơi. Ông Dạng ơi, bữa nào đi tôi với ông đi săn xuống khu ông tôi quằn có không Dạng ơi? Dạng Nguyễn Sóc Trăng. Lão kiếm bên lão kiếm thấy hổm gà đi đặt kiếm lương, thấy có mấy cái vườn nhãn đổ đó anh kiếm ơi. Đó. Anh kiếm ấy, các anh em đồng nghiệp nhớ chúc mừng cho Điệp nha. Rồi giờ ra hồi ra ngoài đi, Điệp tổng kết cùng ai thầy với cùng kia luôn là Điệp up video nha anh em.